Nghịch lý showbiz Việt, những đứa trẻ tin đồn hot hơn người thật việc thật. Cặp song sinh tin đồn của Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu làm cả cõi mạng chấn động. Em bé tin đồn của Hải Tú, Sơn Tùng được săn đón suốt 3 năm qua vẫn chưa thấy mặt. Diệu Nhi, anh Tú chưa thấy đứa trước đã đồn đứa sau. Anh yêu em. Em tuyệt vời. Em là 10 trên 10. Tất cả đều hot dần dần, hơn hẳn con gái Đông Nhi mới chào đời. Showbiz Việt quả là quá khó hiểu. Trong khi người thật việc thật như Đông Nhi, ông Cao Thắng vừa đón bé gái thứ hai thì cư dân mạng Việt chẳng mấy quan tâm. Còn với những tin đồn sinh con, những đứa trẻ chỉ mới xuất hiện trên mạng xã hội thì dân tình tin lấy tin để, hot dần dần khắp cả cõi mạng. Chỉ cần so sánh một chút về tin đồn sinh con của Hoàng Thùy Linh và đón bé gái thứ hai chào đời của Đông Nhi sẽ thấy showbiz Việt nghịch lý cỡ nào. Ngày 22 tháng 8 vừa qua, mạng xã hội dần dần chuyện sinh con của hai nữ ca sĩ hot nhất nhì Vbiz là Đông Nhi và Hoàng Thùy Linh. Song, Đông Nhi sớm nhường spotlight cho nữ ca sĩ si tình, bởi người ta vẫn thích bàn tán chuyện Hoàng Thùy Linh sinh đôi hơn. Từ ngày dính tin đồn mang thai đến nay, Hoàng Thùy Linh chưa xác nhận bất cứ thông tin nào nhưng dân mạng cứ mặc định là cô có bầu. Đến ngày 22 tháng 8 có tin đồn sinh con và cha của hai đứa trẻ là Đen Vâu. Tất nhiên người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng xác nhận, song netizen thì bàn tán rất rôm rả. Không chỉ cặp song sinh tin đồn của Hoàng Thùy Linh, cư dân mạng còn đặc biệt quan tâm đến sắp nhỏ tin đồn của Diệu Nhi. Thời điểm sau đám cưới, nữ diễn viên bị nghi là mang bầu và sau một thời gian có thêm tin đồn sinh con. Em bé đầu của Diệu Nhi và anh Tú chưa thấy đâu, vẫn đang trong vòng tin đồn thì mới đây lại thêm một tin đồn mới nữa, đó là Diệu Nhi mang thai bé thứ hai. Dồn dập như vậy, nhưng cả đứa đầu lẫn đứa sau của Diệu Nhi đều chưa thấy, chính chủ cũng chẳng hề lên tiếng nhưng netizen vẫn tin lấy tin để. Xa hơn một chút còn có em bé tin đồn của Sơn Tùng và Hải Tú. Vài năm trước, cư dân mạng đồn đoán Hải Tú và Sơn Tùng đã về chung một nhà, cả hai đã đón con trai đầu lòng. Mặc cho chính chủ không lên tiếng, có những cô hàng xóm xác nhận tin giả, nhưng cư dân mạng vẫn một mực cho rằng Hải Tú, Sơn Tùng đã bí mật sinh con. Cho tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa biết em bé nhà Sơn Tùng ra sao, có thật hay không nhưng sơ hở là lại trở thành đề tài hot để cư dân mạng bàn tán.